Kính chào quý Phật tử, quý vị và quý đạo hữu. Thư viện Phật giáo Hòa Hảo YouTube thực hiện trọn bộ sấm giảng thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do nghệ sĩ miền Trung và miền Bắc diễn ngâm. Xin trân trọng kính mời quý vị lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sự cúng lạy của người cư sĩ tại gia. Bài nguyện trước bàn thờ ông bà. Cầm hương xá ba xá, quỳ xuống chắp tay đưa lên trán nguyện. Cúi kính dâng hương trước cửu huyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Cắm hương rồi đứng ngay thẳng, chắp tay vào ngực đọc tiếp. Cúi đầu lạy tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn. Dạy con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Mong nhờ đức cả bề trên, độ con yên ổn vững bền cội tu. Lạy bốn lạy. Nam mô A Di Đà Phật. Bài nguyện trước bàn thờ Phật. Cầm hương xá ba xá, quỳ xuống chắp tay đưa lên trán đọc bài quy y. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngài, tu hiền theo Phật đạo. Cắm hương lạy bốn lạy cũng được, hoặc cắm hương đứng ngay thẳng, chắp tay vào ngực đọc tiếp. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Vương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Huyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Vãng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tình Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Lạy bốn lạy rồi xá. Một xá chính giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật. Một xá bên trái niệm Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Một xá bên mặt niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Bàn thông thiên.
cầu nguyện bàn Phật xong, ra bàn thông thiên cầu nguyện bốn hướng, lấy bàn thông thiên làm hướng chánh, trước mặt, sau lưng, hai bên vai. Hướng chánh bàn thông thiên có nguyện đọc bài quy y, còn ba hướng kia chỉ đọc bài Tây Phương ngũ nguyện. Mỗi hướng đọc rồi lạy bốn lạy. Khi cầu nguyện, nếu không thể lạy được thì xá ba xá. Lạy đứng hay lạy quỳ tùy theo lúc yếu mạnh. Niệm Phật cúng xong, muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình. Lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Khi ăn cơm, mỗi khi ăn cơm với mắm muối chi cũng vậy, đều nguyện vái cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ quá vãng về ăn với mình để tỏ lòng hiếu thảo. Ăn chay đến ngày đơm quài có chi cũng nấy, ăn chay ngày 14, 15, 29, 30 tháng thiếu 29 và mồng 1, có nhang thì đốt, không có thì nguyện không. Hàng năm đến 3 ngày xuân nhật thì ngày 29, 30 và mồng 1 phải ăn chay. Trong mấy ngày ăn chay phải cúng chay, qua đến ngày mồng 2 có chi cúng nấy cũng được. Đến ngày mùng 3 ra mắt không nên sát sanh loài vật mà cúng tế trời Phật, chỉ dùng bông hoa mà cúng thôi. Đi xa nhà, đi làm ruộng, đến thời cúng ngó về hướng Tây nguyện, rồi xá bốn hướng. Còn đi xa nhà thì nguyện tưởng trong tâm cũng được. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo, tám điều răn cấm. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiền, chơi bời theo đàng điếm. Phải giữ cho tròn luân lý tam cang ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gổ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời, Phật, thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh, hại vật mà cũng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội
cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hàng ăn đồ cúng kiếng mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiếng mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý. Vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách, tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng, mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chơn chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay chung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật.